Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa quả dự lưu, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa, các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa quả vị độc giác, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.